Bệ hạ có dám hy sinh bản thân mình để cứu vương quốc này không? Bệ hạ muốn khư khư giữ lấy ngai vàng cao quý của mình, hay là bệ hạ muốn đứng lên để đấu tranh vì thần dân và bách tính của mình? Ngươi đã từng yêu cầu ta là phải tin tưởng ngươi. Ngươi nói ngươi đã chờ đợi suốt 120 năm để có thể tiêu diệt tên quỷ đó. Giờ ngươi lại muốn dứt bỏ tất cả vì tình yêu với một nữ nhân hay sao? Lý do duy nhất khiến ta vẫn là quỷ hút máu nhưng không biến chất như hắn là bởi vì ta vẫn còn giữ được nhân tính ở trong người. Ta vẫn chưa biến thành tên ác thú. Ta chiến đấu không ngừng với là tên quỷ đó là bởi vì ta mong muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của Thế tử Trung Hiền là tái thiết lại đất nước. Cho nên ta sẽ luôn quan tâm tới người khác nhiều hơn là mạng sống của chính ta. Dù có như thế nào, ta cũng sẽ không để cho bất cứ ai phải hy sinh vì ta nữa. Nếu vậy, ngươi có muốn chiến đấu bên cạnh ta để không ai phải hy sinh nữa không? Nếu vậy thì bệ hạ định làm gì? Bệ hạ có dám hy sinh bản thân mình để cứu vương quốc này không? Bệ hạ muốn khư khư giữ lấy ngai vàng cao quý của mình, hay là bệ hạ muốn đứng lên để đấu tranh vì thần dân và bách tính của mình? Dĩ nhiên là vì thần dân. Nếu vậy, bệ hạ có thể từ bỏ ngai vàng quyền lực của mình hay không hả? Giờ ta đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Làm sao bệ hạ có được chiếc áo này? Ta thay mặt hoàng hậu tạ lỗi với ngươi. Nàng ấy chỉ muốn bảo vệ ta. Về chuyện này thì chúng ta hãy nói sau đi. Chuyện quan trọng bây giờ là tên quỷ đó đã hút máu rất nhiều người thuộc dòng dõi mẫu hệ. Mẹ ruột của Giang Sung cũng đã bị hắn hút máu. Nói vậy là cho dù có hy sinh Giang Sung cũng không thể nào giết chết được tên quỷ độc ác đó đâu. Nhưng mà Giang Sung lại không biết những chuyện này. Nàng ấy muốn trở thành trinh nữ cống nạp tới trước mặt quỷ. Các trinh nữ đều được đưa tới Hà Nhà Cát theo lệnh của tể tướng. Nhưng mà ta sợ đó cũng là cái bẫy để dụ ngươi tới. Chuyện đó không quan trọng. Chúng sẽ cho người truy lùng ngươi, vậy nên hãy đem theo cận vệ của ta. Ta đang bị theo dõi sát sao nên không thể tự mình hành động. Trong cậy vào ngươi.